Vâng, xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Chúng ta thì cũng rất là lâu rồi cũng không làm các cái clip để tâm sự và chia sẻ cho các bạn cái góc độ nuôi chim họa mi của Quang và cái tâm sự về cái góc độ chơi họa mi. Thế thì thưa với các bạn, hôm nay Quang làm cái clip này muốn chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn nào ở ngoài Bắc thì cái thời tiết hiện tại là đang vào mùa hè và rất là nóng. Cái thời tiết nó như mấy hôm nay là nó rơi vào tầm từ 38 đến 40 độ C, rất là nóng. Thế thì cái thời tiết này thì đây như bây giờ ấy, thì mới hơn 6 giờ sáng thôi mà đã nắng chang chang như này rồi. Đó. Đấy. Thì mình nuôi chim ấy thì mình tranh thủ mình dậy sớm tí, mình phơi một chút ánh nắng buổi sáng như này. Và cái thứ hai nữa ấy, là cái thời tiết như này ấy, thì các bạn đừng lên tắm cho chim buổi trưa. Mình nếu như mà bạn nào mà nuôi mà có cái chỗ không khí thoáng mát ấy thì vẫn tắm thoải mái. Tránh tắm nắng và tắm nước cùng nhau trong cái thời điểm nắng nóng như này nhé. Ví dụ như là các bạn tắm cho con chim, các bạn mùa này thì các bạn chỉ lên phơi nắng cho con chim vào cái tầm từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Đó, mùa nắng ở ngoài Bắc rồi này. Nhất là mấy hôm nay thời tiết nó nóng lực thế này thì mình chỉ phơi nắng ở cái thời điểm tức là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Nhưng mà chúng ta phơi nắng cho con chim ấy thì chúng ta chỉ chú ý là mình cho nó ra một chút nắng nhẹ thôi. Khi nào thấy con chim nó há mồm ra thì mình thôi, mình không phơi nữa. Thì cái này ấy, thì Quang cũng đã đăng tải một cái clip phơi nắng cho chim thì cũng lâu lâu rồi, nhưng mà nhiều bạn là đăng ký muộn quá thì chưa xem được. Thì giờ Quang nói lại. Cái thứ hai nữa, nhân tiện cái clip này ấy, thì Quang cũng muốn chia sẻ cho các bạn là khuyên các bạn một lời khuyên ấy, là cái mùa này ấy, tức là nhá, cái từ tháng 4 dương lịch đến đổ đi ấy, thì các bạn không nên mua chim bổi. Bởi vì sao Quang giải thích như này này. Cái chim rừng ấy, tất cả các loại chim rừng chứ không nói riêng con họa mi, tất cả các loại chim ở ngoài tự nhiên ấy, thì cái mùa sinh sản của nó ấy, nó rơi vào tầm tức là tầm từ tháng 3 dương lịch. Đó. Thì nhất là các bạn nào hay đi bắt chim non ấy thì độ cuối tháng 3 dương lịch là đã có chim non rồi. Đấy, sang đến đầu tháng 4 dương lịch là có chim non rồi. Thì mình giải thích như này này, cái chim họa mi bổi ấy nó khác với các cái loài chim khác ấy. Là cái con họa mi ấy là gì, nó càng mà căng lửa ấy, nó đang có lửa rừng ấy thì nó rất là dễ thuần hóa. Còn khi mà nó đã không có lửa rừng ấy thì nó nhảy nó hoảng mà nó rất là thuần, nó rất là lâu. Thì cái chim mùa này ấy thì trừ khi là gặp phải con nào quá đẹp thì dành cho những bạn có kinh nghiệm nuôi đấy, lưng lưu được nó cơ. Thế còn phần lớn ấy thì chúng ta là chưa có cái kinh nghiệm nuôi chim bổi ấy thì cứ bảo là làm sao mà nuôi con chim bổi nó lâu thế, nó nhát thế, là do chúng ta chọn cái thời điểm con chim nó không đúng mùa. Và thì cái mùa này ấy thì là đấy, như Quang giải thích ấy, là cái con chim ở ngoài tự nhiên ấy nó vừa phải nuôi mấy đứa con xong, phải đi kiếm ăn nuôi mấy đứa con xong, đến lúc nó bay nhảy rồi phải dắt nó đi kiếm ăn rồi dạy cho nó cách kiếm ăn, đến lúc con chim con nó ăn uống nó biết cách rồi thì bắt đầu nó mới rời bố mẹ, thì bắt đầu là cái đôi bố mẹ là bắt đầu mới có thời gian riêng để ăn uống tĩnh dưỡng lại để đẻ lứa thứ hai. Đấy, nhưng không may mà bẫy bắt được cái lúc mà nó đang đẻ như thế thì là nó rất là yếu sức. Đấy. Thế phần lớn ấy thì như Quang được biết ấy thì ở ngoài tự nhiên ấy thì các cái loài chim rừng ấy phần lớn này là cái đôi bố mẹ nào khỏe thì nó sẽ đẻ được hai lứa trong một năm. Đấy. Thì đấy là theo cái Quang biết thôi, còn không biết là nó nhiều bạn thì có cái kinh nghiệm hơn như thế nào thì mong các bạn cũng chia sẻ. Thế thì nhá, cái con họa mi ấy thì như nhiều bạn nuôi thì biết ấy, là con chim mà nó càng thuần ấy thì là nó càng có lửa, nó càng căng lửa thì nó càng thuần, nó càng đứng lồng. Mà nó đã bị mất lửa thì nó nhảy hoảng loạn. Đấy, kể cả chúng ta đang nuôi cái con chim thuần ấy mà nó đang thay lông là đến cái thời điểm nó căng lửa thì không sao, nó thuần, nó xách tay có khi hót, đến lúc nó thay lông ấy là nó yếu lửa thì nó sẽ nhảy nhiều, thì lúc đấy chúng ta lại phải giữ cẩn thận. Và thế cho nên là cái mùa này thì nói thật với các bạn là nếu mà để mà vì cái kiếm tiền ấy thì Quang không làm. Đấy,
Bởi vì với cái uy tín của mình bây giờ ấy, mình dẫn một ngày cũng vài cuộc của khách hỏi xem có chim không. Đấy, nhưng mà mình mà đi nhập chim về mình bán cái mùa này thì nói thật là cũng không lên. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mùa này là chim nó rất là khó khó nuôi. Đây như các bạn thấy ấy, cái con chim này ấy, thì để quay sát cho các bạn thấy là nếu như các bạn nào mà nhớ thì đây là con chim họa mi gọng kính mà có một cái clip Quang nói là Quang nuôi nó ở dưới cái chỗ tầng 4 đấy. Đấy các bạn biết cái con chim này là nó từ tháng mấy không? Đây là con chim này từ tháng 12 dương lịch của năm ngoái thì đến bây giờ mới là tháng 7, tức là nó mới được có bao nhiêu? 6 tháng. Đấy, 6 tháng mà thực tế ra này nó giờ nó như một con chim thuần. Đấy, mình ngồi đây ngay sát đây không có mái miếc gì cả. Thì đây thì cái chim tất cả những cái gì đấy về kinh nghiệm của Quang ấy thì Quang sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Đấy, thì Quang sẽ chọn chim ở cái thời điểm là tháng 12 dương lịch là gì? Cái lúc đó ấy, thì là chim họ bẫy bắt được rất là nhiều. Đó. Thì cái lúc đó là chim ở ngoài tự nhiên ấy là hầu như là chim nó đã thay lá, lông lá xong xuôi hết rồi. Nó rất là căng lửa. Thế khi về nhà mình ấy mình chỉ cần có vất vả có một tháng đầu thôi. Mình sát sao mình chăm sóc nó tỉ mỉ cẩn thận thì là nó rất là nhanh thuần. Đó. Đấy chỉ trong vòng có một tháng đầu là mình phải ngày nào cũng gần với con chim ấy. Thì nuôi chim thì nói thật với các bạn ấy là phải có thời gian rỗi rãi, rảnh rỗi. Thế nhiều bạn mà đi làm suốt thì đúng là thật là không nuôi được chim bổi thật. Đấy. Thì các bạn phải mua cái con chim nó thuần thuần một chút. Thế thường thường thì cái con chim thuần mà hay ấy thì chả ai ta bán đâu, đang chơi mà hay thì không ai ta bán. Bản thân Quang cũng thế thôi, cũng có mấy con chim thuần ấy thì cũng để nuôi lên để chơi thôi, nuôi nó cũng rất là vất vả. Nó bởi vì sao? Bởi vì họa mi nuôi ấy không không phải là nuôi được số lượng lớn. Bởi vì sao? Bởi vì nuôi đàn ấy thì cứ con nọ nó đè con kia, nó phải mỗi con nó phải có riêng một cái không gian để nó tĩnh dưỡng để nó lên lửa cơ. Đấy, chứ còn nuôi đàn ấy là cứ con nọ nó đè con kia thì là nó sẽ không lên được lửa. Trừ khi là cũng đấy như Quang nuôi được là Quang cũng có mấy con mái kè kè vào rồi thì mỗi con một góc, mỗi con một chỗ. Vâng đấy. Thì quay trở lại với vấn đề cái chia sẻ như này, cái chim họa mi ấy là gì đấy như rất là nhiều người được biết ấy là nó càng căng lửa thì nó càng nhanh thuần. Đấy nó cứ lên lửa thì lại thuần dần đấy, mà cứ nuôi mà để tụt lửa đi ấy thì con chim nó sợ nó nhảy, nó tóp hết người lại thì nó càng nhảy càng hoảng càng nhảy đó. Thế cho nên là nhiều lúc ấy là nhiều nhiều bạn là chưa hiểu về cái con họa mi đấy. Nó cái mình nuôi đấy như như trước đây các bạn thấy đấy, cái chim tháng 12 ấy có một con chim ngũ đoạn đấy, Quang nuôi có 3 tháng thôi mà Quang treo lên nó đứng hót như là con chim thuần đấy. Thì là kể cả cái con này bây giờ mình treo lên thế nó đứng hót như là con chim thuần thôi đấy, là do cái chim mình chọn ở cái thời điểm là ở chim ở lông rừng là nó thay xong xuôi hết rồi, nó căng lửa là rất là dễ dễ được chơi đấy, nhanh được chơi. Chứ còn bây giờ nói thật với các bạn ấy là cái mùa này đấy, như quay trở lại cái vấn đề ấy, mình mà như Quang mà cứ nhập chim về Quang bán cho mọi người ấy, chỉ vì một cái lợi ích rất là nhỏ thôi ấy. Nhưng mà mọi người mà nuôi nó không không thành công được ấy thì mình cũng rất là buồn, mà mình cũng mất dần cái thương hiệu đi đấy. Ví dụ mình bán cho các bạn một con chim ấy, mình hướng dẫn cho các bạn nuôi được lên nó hay ấy, nó càng ngày nó càng hay ấy, thì mọi người vẫn là có thể là quảng cáo cho Quang là à bán chim hay. Nhưng mà mình có thể chọn một con chim đẹp cái mùa này bán cho các bạn, nhưng mà các bạn không biết cách nuôi ấy, làm nó hỏng đi ấy, thì mình cũng mất cái thương hiệu của mình đi. Đấy. Cho nên là như Quang thì Quang nói thật sự ấy, khuyên các bạn một điều rằng ấy là tất cả các loại chim tự nhiên ở ngoài tự nhiên ấy, mình mà có muốn nuôi bổi ấy thì mình nên chọn ở cái thời điểm từ tháng 11 dương lịch đến tháng 3 dương lịch đổ lại, tất cả các loại chim nha các bạn nhé. Đấy là cái lúc đấy là đấy như Quang giải thích rồi đấy, là ở ngoài tự nhiên là chim nó thay lông lá xong xuôi rồi, nó rất là có lực, nó rất là vực, rất là dễ thuần hóa đấy. Và cái quay trở lại với vấn đề con chim nuôi ấy, thì như đến 2 tháng gần đây ấy, thì Quang không cho ăn dế nữa, và Quang mua cái con nhộng các bạn ạ. Đây là con đây với các bạn đấy, đây là cái con nhộng tằm này. Đấy thì nó đây là các bạn thấy nó vẫn còn sống này đó, thì mình cho chim ăn bằng cái con này đó. Đấy thì họa mi thì nó rất là thích ăn đó.
Đấy, đấy, thưa các bạn thấy không? Như con này thì nó phàm ăn, cho vào cái là nó lút hết luôn. Đấy. Tiêu chuẩn của mình ấy là con này là một ngày là được 3 con nhộng. Đấy, nhưng mà mình mà lười vội ấy, thì mình cho nó ăn luôn một thể vào các buổi sáng như này. Đấy. Thì nó ăn một lúc luôn đấy thì là nó sẽ cũng được, nhưng mà nếu mà bạn nào cẩn thận ấy, thì cứ độ khoảng 1 tiếng cho một con. Đấy, trong vòng buổi sáng thôi. Thì như thế mình thấy là cái con này ấy, thì nó ba cái con này ấy, thì phải bằng 6 con dế, tức là một cái con nhộng này này nó chất lượng bằng bằng 6 con dế. Đó. Cái này thì mình mua cái con tươi này mình cứ mua một lạng ấy, thì mình cho ăn hàng ngày, mình để vào ngăn mát ấy, thì nó sống được 5 hôm. Đấy. Như bạn nào nuôi ít thì chỉ mua độ 10.000 hoặc 5.000 thôi. Như mình thì nhà mình nuôi nhiều thì mình cứ mua ra chợ mình mua là một lạng, mà mình chọn cái con nhộng, cái loại nhộng mà nó vẫn còn 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 sống ấy nha, thì nó đắt, nó khoảng dao động khoảng từ 20 đến 23.000 một lạng. Đấy, còn cái con nhộng mà nó to đùng ấy, mà nó luộc chín lên rồi ấy, thì nó chỉ có 8 đến 10.000 một lạng thôi. Thì cái đấy thì Quang dùng để làm cám bán cho mọi người thôi. Còn cái nhộng tươi này thì mình cho chim ăn trực tiếp. Đấy, rất là tốt. Và đấy là cái góc độ chia sẻ hôm nay của Quang. Đó. Thì trước đây mình thỉnh thoảng mình cho nó con nhộng. Đấy. Nhưng bây giờ thì mình thay hoàn toàn luôn, vì cái con nhộng này ăn ấy thì nó rất là tốt. Đấy. Và thế cái chia sẻ là cái mùa này thì Quang chia sẻ mọi người ấy là không nên mua chim bổi nhá, bởi vì là thực tế ra thì nó vẫn họ vẫn nhập về họ bán, thì với những người người ta kinh doanh. Thế còn như Quang thì cũng là kinh doanh bán chim họa mi chuyên về chim bổi tố chất, nhưng mà Quang cũng chọn cái thời điểm là gì chim nó căng lửa để chọn bán cho mọi người thôi. Chứ còn cái mùa này thì vì cái chim nó như thế đâm ra là Quang không 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 nhập. Và cái clip này thì thôi Quang cũng chia sẻ đến đây thôi. Cái thời tiết nóng như này ấy, thì sáng ra thì mình cho lên đây mình cho nó phơi nắng một chút, và tí nữa thì mình treo nó ra cho nó hót một chút thôi để nó xả đi thôi. Bởi vì mình nuôi nó như cái con chim này này, đến cái giai đoạn này ấy, thì là mình cũng tách mái ra hoàn toàn. Đấy. Gọi là han hữu, thỉnh thoảng ấy, độ vài ngày ấy, mình cho nó nhìn thấy mái một tí, và một tuần ấy có thể mình cho nó ngủ qua đêm với con mái độ một lần hoặc đến 2 lần một tuần, là mình không cho nó nhìn thấy nhau. Mình cứ để 2 lồng cạnh nhau thôi. Và đó. Chứ còn đến cái thời điểm mà như trước Quang đã làm nhiều các cái clip Quang nói là nuôi con mái ấy, là chẳng qua là để mình thuần hóa với con chim thôi. Còn con chim mà nó đã tương đối thuần như này rồi, nó có lửa lên một chút rồi ấy, thì mình cố gắng mình lựa dần mình tách con mái ra. Nếu như bạn nào mà không tách được mái ra ấy, là các bạn sẽ để nó phụ mái, tức là ở nhà bạn nó chỉ chơi được ở nhà các bạn thôi, nó có con mái thì là nó hót rất là tốt. Nhưng mà khi đi ra khỏi nhà không có con mái cái thì nó không có tự tin, nó thiếu tự tin là nó không dám hót. Cái nhất là các bạn nuôi chim mà mang đi ra giàn để chơi giàn ấy, thì là mang ra cho nó đấu hót ấy, thì các bạn phải nuôi làm sao mà tách được con mái ra cơ. Đấy. Thì cái này thì Quang cũng đã làm một cái clip về cái con xòe trước đây con nuôi từ lúc bổi đấy cho đến lúc treo ra để điều khiển được nó hót ấy, là chỉ trong vòng có mấy tháng thôi. Và con đấy thì bây giờ mình mang nó đi chơi giàn được rồi, nhưng mà chơi biên thôi, mình cũng không đưa vào giàn. Đấy, mình cứ cẩn thận, bởi vì đưa vào giàn thì sợ nó bám lên vanh ấy, thì nó sục đánh ấy, thì là nó phí công mình dãi dượt đi. Vâng, thế thôi quay trở lại cái vấn đề là đấy, đấy nhá, cái mùa nắng nóng này thì các bạn như đấy ở trên này thì sáng ra sáng sớm nó đã nắng như này ấy, thì Quang cũng sẽ rút hết chim xuống dưới các cái tầng ở phía dưới nhà vệ sinh ở dưới cho nó mát, chứ ở trên này nóng lắm. Đấy, nhất là cái mái tôn như này ấy, để chim như này ấy, thì chỉ độ vài hôm mới là con chim nó suy và dẫn đến kiệt sức và chết. Đấy, thế là mùa hè là cái tháng 6 này, năm nào nhất là năm ngoái là rất là nhiều bạn chết chim do để cái dưới mái tôn này này, là cái nó vẫn còn nước còn cám, nhưng các bạn nó cái nước ấy là nó nóng đến mức độ mà con chim nó không uống được, nó sẽ chết khát. Đấy, cái nước nó quá nóng, con chim nó không uống được. Đấy, vì cái mái tôn này nó hấp nóng rất là ấy. Ví dụ như là cái chỗ nào mà nó luôn luôn có gió thoáng mát ấy, nóng nhưng mà nó có gió thoáng mát ấy thì không sao, chứ còn nó nóng mà không có gió một cái thì là con chim sẽ chết. Vẫn còn nước, vẫn còn còn cám, nhưng do cái nước nó nóng quá thì các bạn phải rút chim xuống dưới họa mi nó không chịu được nắng nóng.
Vâng, thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Quang nhé.